Năm gương mặt sáng giá được dự đoán thành đoàn tại Anh Trai C2, anh Tú Artus được yêu thích nhất. Hiếu thứ hai, anh Tú Artus, Dương Domic, Ryder và Quang Hùng Mastery là năm cái tên được khán giả dự đoán sẽ thành đoàn tại Anh Trai C2. Đây đều là những nghệ sĩ đa tài, sở hữu lượng fan đông đảo và nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả qua màn trình diễn solo tại vòng chung kết. Sau 16 tiết mục solo của từng anh trai ở vòng chung kết 1 Anh Trai C2, khán giả sẽ tiếp tục bình chọn cho thí sinh yêu thích. Khác những vòng đấu trước đó, kết quả vòng chung kết được quyết định hoàn toàn bởi khán giả toàn quốc bình chọn online thông qua nền tảng. Ngay từ đầu chương trình Anh Trai C2, Hiếu thứ hai đã là gương mặt nổi bật trong số 30 anh trai. Trải qua từng live stage, Hiếu thứ hai ngày càng chứng tỏ năng lực của mình với khả năng hát, rap, vũ đạo và trình diễn ổn. Tại chung kết 1 Anh Trai C2, Hiếu thứ hai thể hiện ca khúc Quay đi quay lại do chính nam rapper sáng tác. Quay đi quay lại là câu chuyện về một cặp đôi yêu nhau nhưng thường làm tổn thương nhau, quay đi quay lại vẫn không thể thoát ra khỏi mối tình này. Tôi bước vào chương trình với tâm thế là một người đã được nhiều khán giả biết đến và có nhiều người đang theo dõi hành trình âm nhạc của tôi. Cho nên tôi rất sợ khán giả không thấy được sự bứt phá của mình. Nhưng cho đến giờ, tôi cảm thấy tham gia chương trình Anh Trai C2 là một quyết định đúng đắn của tôi, Hiếu thứ hai chia sẻ. Cái tên tiếp theo được dự đoán lọt vào nhóm chiến thắng Anh Trai C2 sau Hiếu thứ hai là anh Tú Artus. Từ khi tham gia Anh Trai C2, độ phủ sóng của anh Tú Artus là điều không thể phủ nhận. Từ khóa Artus tại chương trình Anh Trai C2, anh Tú Artus được tìm kiếm cao nhất ở chương trình. Ngoài ra, các ca khúc có anh Tú Artus góp mặt đều lọt top trending như Liên Quân Bảnh, 10 trên 10, You, Ngáo Ngơ, Bao Lời Con Chưa Nói, Đều Là Của Em. Trong chung kết 1 Anh Trai C2, anh Tú Artus thể hiện quyết tâm cao, không để người hâm mộ thất vọng. Phần trình diễn Em Không Muốn Một Mình của anh đã thể hiện tất cả các kỹ năng, sáng tác, hát, vũ đạo một cách nhuần nhuyễn. Ca khúc sử dụng Thai Beat Afrobeat đang thịnh hành trên thế giới. Điều này cho thấy sự trendy cũng như biết cách thử thách bản thân của anh Tú Artus. Anh Tú Artus thừa nhận sẽ hối hận nếu bỏ lỡ tham gia Anh Trai C2. Tôi không nghĩ là mình được mọi người yêu thương đến như vậy. Hơn hết, tôi không nghĩ mình đi đến được vòng này. Qua từng live stage, tôi chỉ biết cố gắng hết sức, đồng hành cùng các anh em, làm những gì mình có và mình đã được trải nghiệm. Với tôi, việc có mặt ở chung kết là sự may mắn. Anh chia sẻ sau màn trình diễn ở chung kết 1. Ryder cũng là cái tên được rất nhiều khán giả dự đoán sẽ thành đoàn tại Anh Trai C2. Nam rapper có màn lột sắc đầy bất ngờ với những chiến thắng liên tiếp khiến nhiều đàn anh phải dè chừng. Ngay từ những tập đầu, Ryder là thành viên quan trọng mà nhiều đội trưởng mong muốn có trong đội. Bên cạnh đó, Ryder là anh trai duy nhất có 5 tiết mục leo lên vị trí cao nhất của top trending, gồm Bảnh, No Far No Star, Hào Quang, I'm Thinking About You và Anh Biết Rồi. Tại chung kết 1 Anh Trai C2, Ryder thể hiện ca khúc Anh Biết Rồi, nói về tâm trạng của một chàng trai khi biết người yêu lừa dối mình nhưng không nói. Ryder vừa đánh guitar vừa hát, nam ca sĩ còn trình diễn vũ đạo đương đại ở cuối tiết mục. Chia sẻ cảm nhận về hành trình tại Anh Trai C2, Ryder cho biết, có những thời điểm tôi viết nhạc gần như không ai nghe cả, để đến được ngày hôm nay, được mọi người trong nghề, khán giả cảm nhận và ủng hộ âm nhạc của mình, đó là điều tôi nhận được từ Anh Trai C2, và Ryder biết ơn vì điều đó. Nếu như nói rap Việt là nơi tái sinh Ryder, thì Anh Trai C2 là nơi đưa Ryder trở về vị trí mà tôi đang cần có. Với ngoại hình chuẩn visual idol K-pop, có khả năng sáng tác, hát và nhảy, Dương Domic được dự đoán sẽ lọt vào đội hình nhóm nhạc chiến thắng cuối cùng trong chương trình Anh Trai C2. Qua 4 live stage và vòng chung kết 1, Dương Domic ngày càng trưởng thành và chứng minh được tài năng âm nhạc của mình. Trong đêm chung kết 1, Dương Domic cuốn hút với hình ảnh vừa đánh đàn vừa trình diễn bài hát Tràn Bộ Nhớ, một sáng tác mới của chính Dương Domic viết trong trạng chung kết. Để sáng tác ca khúc này, Dương Domic đã dành gần một tuần suy nghĩ, viết tới 2 bản demo cho bài hát. Tràn Bộ Nhớ là một ca khúc về tình yêu, nhưng tên bài hát cũng gửi gắm tình cảm của Dương Domic muốn lưu giữ mãi những kỷ niệm quý giá khi cùng các anh trai tập luyện, làm nhạc và mang đến những bài hát mới với khán giả. Nhìn lại thành quả của một chặng đường không ngừng nỗ lực, bứt phá và cống hiến hết mình, Dương Domic xúc động. Khi bước vào Anh Trai C2, tôi là một người mới so với các anh trai khác. Đến thời điểm bây giờ, tình yêu thương của khán giả dành cho tôi vượt quá sức tưởng tượng. Instagram của tôi trước khi tham gia chương trình chỉ có 3.000 follow, bây giờ tôi không thể đếm nổi là nó gấp bao nhiêu lần nữa. Về âm nhạc, lần đầu tiên trong đời tôi có bài lọt top trending. Ở chương trình Anh Trai C2, tôi được khai phá rất nhiều điều, kể cả sự ngơ. Tôi thật sự rất trân trọng điều đó. Gương mặt cuối cùng được dự đoán có trong nhóm 5 anh trai thành đoàn tại Anh Trai C2 là Quang Hùng Mastery. Chất giọng mới lạ, phong cách trình diễn cuốn hút và tư duy âm nhạc hiện đại giúp Quang Hùng Mastery gây ấn tượng mạnh tại chương trình. Tại chung kết 1,
Quang Hùng MasterD thể hiện bài solo Trói Em Lại do chính nam ca sĩ sáng tác và produce. Bài hát có giai điệu mới lạ, bắt tai, đặc biệt nam ca sĩ gốc Huế đã rap tiếng Huế ở đoạn giữa bài hát và trình diễn một điệu nhảy cuốn hút ở cuối bài. Với bản solo Trói Em Lại, Quang Hùng MasterD đã khuấy đảo sân khấu đêm chung kết và hứa hẹn bản solo này sẽ trở thành một bản hit viral trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Với giọng hát có chất riêng cùng khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc, khả năng sử dụng nhiều loại nhạc cụ và sở hữu lượng fan đông đảo tại xứ sở chùa vàng, Quang Hùng MasterD là một nhân tố sáng giá trong Anh Trai C2. Nam ca sĩ được Trấn Thành công nhận, bản chất bên trong Quang Hùng MasterD đã có tố chất ngôi sao rồi. Bạn làm nhạc, bạn hiểu khán giả muốn nghe gì và bài nhạc rất chân thành, chạm đến cảm xúc người nghe. Ngoài ra, Hurricane cũng được xem là một ứng cử viên sáng giá. Tham gia Anh Trai C2, nam rapper được khen ngợi vì tính tình hài hước, thân thiện nhưng cũng không kém phần tinh tế. Đến chung kết, Hurricane được nhận xét có màn lột xác về ngoại hình, phong cách trình diễn. MC Trấn Thành nói, nếu ở rap Việt, Hurricane lầm lì luôn cúi gằm mặt, thì giờ đây anh đã tự tin, trình diễn nhiệt huyết, vẻ ngoài có nhiều thay đổi. Các đồng nghiệp nhận định, nhờ tần suất tập luyện, trình diễn dày đặc trong Anh Trai C2, Hurricane đã có sự tiến bộ vượt bậc. Từ người có tính cách hướng nội, Hurricane dần được khán giả yêu mến, nhanh chóng vượt Negap về số lượng người theo dõi trên Instagram. Hurricane còn có thành tích học tập tốt, được gọi là con nhà người ta của show. Thời cấp 3, Hurricane theo học tại Trung học Phổ thông Võ Trường Toản. Sau đó anh theo học ngành e-commerce tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Nam rapper sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mất sớm, cả gia đình phải ở trong căn trọ chật hẹp và sống bằng tiền buôn bán từ cửa hàng nhỏ của mẹ. Khi tham gia rap Việt, Hurricane tự giới thiệu bản thân là rapper đến từ chợ Hiệp Thành, TP.HCM bởi có mẹ là tiểu thương ở chợ. Đến khi gia nhập nhóm cơ năng cùng Negap, Hiếu Thứ Hai, Hurricane cũng chật vật đi tìm chỗ đứng. Suốt nhiều năm trời, anh loay hoay tìm cơ hội, dù Hiếu Thứ Hai đã có bước tiến xa và vực dậy cả tổ đội.